Còn đối với câu hỏi yes no question Ừ. question thì là do hoặc đã Ừ. cộng với chủ ngữ cộng với động từ thường. What about the new Accountant, engineer, personal Assistant. assistant, Yeah. Yeah. technician, Okay. sale assistant, Cell many assistant. sale assistant, Manager, okay. manager, engineer. Engineer, okay. What about the workplace? Workplace. Lab, hotel, okay. Hotel, factory, Again, factory. office, Factory. Okay. Office. factory, office, Okay. shop, Shop, okay. gì ta? Rồi, có bốn câu hỏi. Warehouse. Bốn câu hỏi. Four questions about the job. Bốn câu hỏi liên quan đến nghề nghiệp. Mình sẽ có những câu hỏi gì nhỉ? Bạn sống ở đâu? What company? Where do Ok, bạn làm nghề you gì? live? What do you do? Bạn làm cho công ty nào? What company do you work for? Bạn làm ở đâu? Where do you work? Ok, rồi giới từ. Làm cho công ty nào mình phải đi là I work. Work in. No, cho công ty nào cơ mà. I work. Ok, làm ở đâu? Làm ở đâu là I work? I I work in, yes. Đó. work in. Sống ở đâu là I live? Live Ok, live in, live in. in. I Rồi lưu ý là live in. khi mà I live in. nói về nghề nghiệp là mình sẽ nối âm đúng không? Am ở hoặc là am am mình tùy từng nghề. Mình am. Ok, am ở mình. Ok, that's it for today. Thanks for coming my class and see you next time. Bye. See you. Very tired, right? Okay.